Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa đến hẹn lại lên mỗi buổi sáng chúng ta gặp nhau trong thì giờ học lời của Chúa, và chúng ta nên có một cái hẹn với chính Chúa để rồi chúng ta trung tín trong cái việc học lời của Chúa, tỉnh nguyện cầu nguyện với Chúa mỗi buổi sáng. Chắc chắn Chúa sẽ đến gặp chúng ta và dạy dỗ chúng ta trong lời của Ngài. Bởi vì Chúa Ngài luôn yêu thương chúng ta, và Chúa nói rằng nên là có đôi ba người nhóm nhau lại thì Chúa ở giữa. Sự nhóm nhau lại của chúng ta, sự hiệp một ở trong việc chúng ta nghe lời của Chúa, Chúa ở giữa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện để dâng thời giờ này cho Chúa. Kính lạy Chúa Cha yêu thương, kính yêu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con. Mỗi lần chúng con đến với Ngài với tấm lòng, Chúa Ngài rất là thích và Ngài ôm chúng con vào lòng. Lạy Chúa, giờ này chúng con xin đến với Ngài với tấm lòng như con trẻ đến cùng Cha. Xin dẫn dắt chúng con trong lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh dạy chúng con để chúng con hiểu được những sự mầu nhiệm trong lời của Ngài. Xin dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài học hôm nay. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2019. Chúng ta cùng nghe bài học Kinh Thánh hàng ngày ở trên trang web bài giảng tin lành.com. Hôm qua thì tôi cũng có đi quay một mục sư giảng ở trong ở Hội Thánh Thủ Đức. Thì xin quý vị cũng vào để xem bài giảng của ông. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe bài học Kinh Thánh hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Một Người Bình Thường, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Samuel Nhất đoạn 16 từ câu 1 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán với Samuel: Con than khóc về chuyện Sau-lơ cho đến bao giờ? Ta đã từ bỏ nó, không cho làm vua Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng và lên đường. Ta sai con đến gặp Giê-sê người Bethlehem, vì ta đã chọn một người trong các con trai của ông ấy làm vua. Samuel thưa: Làm sao con đi được? Nếu Sau-lơ biết việc này thì sẽ giết con. Đức Giê-hô-va phán: Con hãy đem theo một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Con sẽ mời Giê-sê dự buổi tế lễ. Ta sẽ cho con biết việc con phải làm, rồi con sẽ nhân danh ta xức dầu cho người mà ta chỉ cho con. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với mình và đi đến Bethlehem. Các trưởng lão của thành ấy ra đón ông, run sợ và hỏi: Có phải ông đem bình an đến chăng? Ông nói: Bình an, ta đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Hãy thanh tẩy mình và đến dự buổi tế lễ với ta. Ông cũng thanh tẩy cho Giê-sê và các con trai ông ấy và mời đến dự buổi tế lễ. Khi họ đến, Samuel thấy Eliab, thầm nghĩ: Chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va xức dầu đang ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel: Đừng xét theo diện mạo và bóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Samuel Nhất đoạn 16 câu 7: Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. William Carey vốn là một cậu bé ốm yếu, sinh trưởng trong một gia đình nghèo gần vùng Northampton, Anh Quốc. Tương lai của cậu có vẻ không mấy sáng sủa, nhưng Chúa có kế hoạch cho cậu. Bất chấp mọi khó khăn, cậu đi đến Ấn Độ và mang đến những cuộc cải cách xã hội đáng kinh ngạc, cũng như dịch Kinh Thánh sang một vài thổ ngữ của Ấn Độ. Cậu yêu mến Chúa cũng như dân tộc này và đã hoàn thành nhiều việc cho Chúa. David, con trai của Giê-sê, là một thiếu niên bình thường và là con út trong gia đình. Có vẻ như ông là người chăn chiên tầm thường trên vùng đồi núi Bethlehem. Thế nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng của David và có kế hoạch cho ông. Vua Sau-lơ đã bị Chúa loại bỏ vì không vâng lời. Trong lúc tiên tri Samuel đau buồn về những chọn lựa của Sau-lơ, thì Chúa đã kêu gọi ông
sức dầu cho một vị vua khác, là một trong các con trai của Jesse. Khi Samuel nhìn thấy Eliab đẹp trai, cao to, ông liền nghĩ, chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va sức dầu đang ở trước mặt ngài. Tuy nhiên, kế hoạch chọn vua của Chúa rất khác với những suy nghĩ của Samuel. Thật vậy, Chúa không chọn con trai nào khác của Jesse ngoài trừ đứa con út. Thoạt nhìn, có vẻ việc Chúa chọn David làm vua rõ ràng không phải là một kế hoạch chiến lược. Một cậu bé chăn chiên thì có gì để cống hiến cho cộng đồng của mình? Thật an ủi biết bao khi biết rằng Chúa biết rõ tấm lòng của chúng ta và Ngài có kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì quan tâm đến tấm lòng của con đối với Ngài hơn là vẻ đẹp bề ngoài, tài sản hay thành tựu của con. Amen. Chúa quan tâm đến tấm lòng của bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm lời sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Cảm ơn Chúa. Hôm qua là ngày Chủ nhật, có lẽ là ngày Chủ nhật, thì quý con cái của Chúa đi nhóm lại thờ phượng Chúa và ăn lời của Chúa nhiều, nghe giảng nhiều, cho nên hôm qua cái lượng người mà theo dõi cái bài học buổi sáng của chúng ta như thế này ít, chỉ có 40 mấy người thôi, cũng hơi buồn, nhưng mà không sao, vì lời của Chúa chúng ta cách nào cũng được, chúng ta học nhiều càng tốt. Và xin nhớ là chúng ta nên hẹn Chúa mỗi buổi sáng để đến với Chúa, để tâm sự với Chúa, để thỏ thẻ với Ngài và Chúa dạy chúng ta. Bài học hôm nay cũng xoay quanh một cái vấn đề, đó là chúng ta thấy rằng Samuel đã được Chúa kêu gọi để đi sức dầu cho David để ông làm vua. Ở đây hôm nay tôi học được một bài học qua cái gương của ông Samuel. Thường thì chúng ta thấy trong đây thì không có để ý thì chúng ta sẽ thấy ông Samuel là một tiên tri của Chúa thì cái việc này là bình thường thôi. Thậm chí có người nói làm gương gì, ông cũng nhìn ở bề ngoài, ông đâu có thấy bề trong đâu. Nhưng mà cái mà tôi học được đó là sự vâng phục của Samuel đối với Chúa. Khi Chúa bảo ông Samuel đi sức dầu cho ông David để David làm vua, đây là điều chúng ta nghe thì chúng ta thấy dễ nhưng rất là khó. Bởi vì hiện tại ông Saul đang làm vua. Nếu như Saul biết được ông Samuel đi sức dầu cho một người khác làm vua thay mình thì Saul sẽ giết chết ông Samuel. Bằng chứng là ông nói với Chúa là làm sao được, bởi vì nếu Saul hay thì sẽ giết tôi đi. Đó. Nhưng Chúa bảo với ông là hãy đi, và ông đã đi. Ông biết rằng cái việc đó là nguy hiểm nhưng ông đã đi. Và rồi khi ông đến nhà của ba của David thì ông nhìn thấy anh của David là một người rất là đẹp trai, to, cao. Ông nghĩ ở trong đầu là đây là người mà chắc chắn Chúa chọn người này làm vua nè. Bởi vì to, cao, đẹp trai, dung mạo rất là tốt. Chúng ta thấy, khi nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy lúc mà chọn ông Saul đó để làm vua thì ông Saul là cao hơn dân sự của Chúa một cái đầu. Cao hơn một cái đầu, có nghĩa là ai đứng thấp hơn ông, to lớn lắm. Và bài học sáng nay mục sư mà có giảng, tôi có đăng lên đó, Nguyễn Hoài Trân mục sư thì có giảng về cái đó nữa, cũng nói là ông sáng hôm qua quý vị, hôm Chủ nhật đó thì bởi vì bây giờ xin lỗi quý vị là bây giờ tại vì đang là 2 giờ sáng, bây giờ là 2 giờ sáng, cho nên cứ thức luôn tới giờ này, mà cho nên cứ nghĩ là mới sáng thôi, nhưng mà kỳ thực hôm nay đã qua ngày 7 tây rồi, còn Chủ nhật là ngày 6 tây. Thì quý vị xem lại cái bài giảng đó, quý vị sẽ thấy khi chọn Saul làm vua thì dân sự cũng nhắm, và Chúa cũng cho ông Saul làm vua, và Kinh Thánh ghi rằng ông to lớn và cao như sự một cái đầu, không có ai cao được như ông hết. Và lần này thì Samuel cũng với cái nhìn của con người bình thường thì thường chúng ta cũng nhìn là cái người lãnh đạo phải là người to lớn,
cao thì mới có thể là chinh chiến, mới có thể là dẫn dắt dân sự được. Thì ông Samuel cũng suy nghĩ, đây, thì Chúa nói không có phải, Chúa nói người đó không phải. Rồi lần lượt từng người, Chúa đều nói không phải. Có thể ông nói, Chúa ơi con thấy được mà, con thấy người này to lớn, người này hợp lắm đó Chúa ơi. Được mà Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có vậy không quý vị? Chúng ta có nói với Chúa vậy không? Nhiều khi chúng ta xin Chúa bày tỏ cho một cái điều gì đó mà lòng của chúng ta thì muốn theo cái ý của chúng ta. Đó, cho nên khi mà chúng ta xin Chúa rồi thì Chúa nói không có được. Chúa nói cái này nè, phải làm cái này. Đúng không? Chúa con thấy vẫn muốn nói cái ý của mình. Hãy giống như có một câu chuyện của một người muốn xin ý kiến của Chúa, nói thôi bây giờ con thảy cái cây lên, cái cây gánh nhảy lên, nếu mà chỉ hướng này thì con đi nhà thờ, nếu chỉ hướng này thì con đi làm. Bởi vì hôm đó là ông quyết định ông muốn đi làm, cho nên ông thảy lên cái cây chỉ về hướng đi nhà thờ. Ông nói chắc không phải đâu, chắc nhảy làm sao chứ. Ông thảy nữa cái cũng chỉ hướng đi nhà thờ, ông nói chắc cũng không phải đâu. Cái ông thảy nữa cái cây nhảy về cái hướng đi làm, nói đây đúng là ý Chúa, ông đi làm. Ở trong cuộc sống chúng ta nhiều khi cũng vậy. Chúng ta xin Chúa một cái điều gì đó nhưng mà Chúa bày tỏ gần như là không có đúng với cái ý muốn của chúng ta. Chúng ta cứ xin tới xin lui, Chúa ơi Chúa đổi ý, không biết rõ ý Chúa chưa, không biết phải vậy không. Chúng ta tìm cách để làm theo ý mình. Ông Samuel không có như vậy. Ông Samuel lần lượt từng người, đến khi Chúa nói không có đứa nào hết, thì ông hỏi, hỏi cha của David là còn đứa nào không. Thì ông mới nói là còn một đứa nó đang đi chăn chiên đó, thì kêu lên thì Chúa chỉ đây chính là người Chúa chọn. Mà Kinh Thánh ghi David là người nhỏ con. Khi mà ông đi ra trận mà để đánh với Goliath đó, thì chúng ta thấy Goliath to cao, ông thì rất là nhỏ. Và có một cái câu Chúa nói rất là hay, đó là loài người thì nhìn xét ở bên ngoài nhưng mà Đức Chúa Trời thì xét ở trong lòng. Như vậy thì chúng ta thấy ông Samuel, ông vâng phục Chúa. Như là cái bí quyết nào để mà vâng phục Chúa? Bí quyết là ông Samuel sống một đời sống gần gũi Chúa. Đương nhiên ông là một thầy tế lễ thì đương nhiên là ông gần Chúa rồi, nhưng mà phải nói rằng ông có một đời sống rất là gần Chúa để rồi ông nghe được tiếng của Chúa và ông hiểu được ý muốn của Chúa. Để có một đời sống vâng phục giống như ông Samuel thì quý bà anh chị em và tôi, chúng ta phải có một cái đời sống gần với Chúa. Làm sao mà chúng ta nghe được tiếng của Chúa, chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta? Đây là một điều rất là khó, rất là khó. Bởi vì chúng ta phải gần Chúa. Một đứa con muốn hiểu ý muốn của cha mình phải gần cha. Mỗi lần cha chỉ cần nhìn, cha chỉ cần nói, chưa có xong thì cũng đã hiểu. Nghĩa tầm hắn thôi đã biết cha mình muốn mình làm cái gì rồi. Thì làm sao mà chúng ta sống gần Chúa đến như vậy đó. Chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải có một đời sống tương giao với Chúa. Tương giao với Chúa làm sao? Chúng ta phải trung tín ở trong việc học đời của Chúa. Chúng ta trung tín ở trong việc nhóm đại thờ phượng Chúa. Và chúng ta trung tín ở trong việc chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và cứ trung tín ở trong việc nhỏ, Chúa sẽ cho chúng ta những việc lớn. Cảm ơn của Chúa, chúng ta cứ học Kinh Thánh với nhau. Cảm ơn của Chúa, chúng ta cứ học Kinh Thánh với ban ngành. Cảm ơn của Chúa, chúng ta cứ làm những bài đốt Kinh Thánh, những bài trắc nghiệm. Cảm ơn của Chúa, chúng ta cứ đi nhóm lại thờ phượng Chúa và cầu nguyện đều đặn với Chúa. Tôi tin chắc rằng quý vị đến với Ngài và rồi quý vị cũng sẽ hiểu được ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình. Và khi chúng ta gần Chúa như vậy thì chúng ta vâng phục Chúa là một điều rất là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì ông Samuel biết chắc rằng dẫu như ông Saul có phát hiện thì Chúa cũng dư khả năng và Chúa luôn luôn bảo vệ ông để ông không bị ông Saul giết chết. Chính vì vậy mà ông mạnh dạn để ông bước đi. Và rồi khi mà ông đến ông chọn, mặc dù ông nhìn theo cái mắt của mình là người này có thể làm vua, nhưng mà khi Chúa nói không thì ông vẫn nghe theo. Bởi vì ông biết rằng gì? Chúa của ông là một đấng hoàn hảo. Chúa của ông là một đấng biết hết mọi sự. Chúa của ông là đấng
không bao giờ sai lầm, cho nên ông vâng phục theo Chúa. Khi nào chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là đấng uy quyền, là đấng quyền năng, là đấng có quyền can thiệp mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, và không có việc gì khó cho Ngài, thì chúng ta yên tâm trao phó lại chúng ta cho Chúa, đâu có lo nữa quý vị, đúng không? Còn nếu quý vị còn nghi ngờ, chưa biết Chúa, không biết cái chuyện này Chúa có làm được không, hay là không biết như thế nào nào, quý vị ơi, chúng ta không thể trao phó Chúa, chúng ta không thể tin Chúa một cách tuyệt đối như ông Samuel. Ông vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, bởi vì ông biết Chúa của ông, tức là Chúa của chúng ta không bao giờ sai lầm, và Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài luôn quyền năng để bảo vệ chúng ta. Cho nên nếu như quý vị đang gặp khó khăn, quý vị đừng cậy vào sức riêng của mình, đừng cậy vào một người nào hết, hãy cậy vào Chúa. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta và là đấng quyền năng vô hạn, không bao giờ sai lầm. Ngài luôn yêu thương chúng ta và chắc chắn sẽ giúp cho tôi và quý bạn chị em vượt qua khó khăn đó. Cảm ơn Chúa, chúng ta nên học cái bài học của Samuel vâng phục Chúa. Để vâng phục Chúa, chúng ta cần phải hiểu rõ Chúa, có một đời sống gần gũi Chúa, tương giao với Chúa nhiều, đủ để tin cậy Chúa, đủ để biết ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình. Và một cái bài học nữa, đó là gì? Là trong năm mới này, nếu như quý vị muốn làm cái điều gì đó cho Chúa, quý vị đang chuẩn bị làm cái điều gì đó cho Chúa, nhưng mà quý vị bắt đầu suy nghĩ, cái việc đó lớn quá, chắc tôi làm không được. Cái việc đó lớn quá, bởi vì tôi là một người nhỏ bé, tôi không có bằng đại học, tôi không có ngoại ngữ, tôi không có khả năng nói, tôi thiếu thốn đủ mọi thứ, thôi tôi không làm. Nhưng Chúa cần chúng ta ở tâm lòng. Chúa cần chúng ta ở tâm lòng. Quý vị có tâm lòng để làm cho Chúa hay không? Quý vị luôn luôn có tấm lòng sẵn dành cho Chúa hay không? Và khi chúng ta có tấm lòng dành cho Chúa rồi thì Chúa sẽ giao việc cho chúng ta phù hợp. Ông Môi-se, ông nói rằng ông cái miệng của ông không có phải là người nói lưu lốt, ông cà lâm lóc bóc, thì ông làm sao nói được? Thì Chúa cũng cho ông có A-rôn để vào, và A-rôn trở thành người phát ngôn viên cho ông, để giúp cho ông. Đó, thì nếu như chúng ta có một cái khuyết điểm nào đó, chúng ta không có làm trọn vẹn được, thì Chúa sẵn sàng luôn luôn lúc nào cũng dự bị cho chúng ta những người giúp đỡ chúng ta để chúng ta làm. Cái Chúa cần đó là chúng ta có tấm lòng. Cho nên nếu trong năm mới này quý bạn chị em được bầu vào trong một chức vụ nào đó ở trong Hội Thánh Chúa, hãy sẵn sàng, hãy sẵn lòng mà làm. Làm đi, trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giúp và giao cho việc lớn hơn. Đừng ngần ngại. Và ngược lại, nếu như chúng ta bầu cử ra một người, người này bình thường lắm, người này chẳng nổi bật gì hết, nhưng không hiểu sao lần này Chúa lại cho làm trưởng ban ngành, Chúa lại cho vào ban chấp sự chẳng hạn, thì chúng ta phải biết rằng Chúa đã chọn. Nếu chúng ta tin cái việc bầu cử là việc Chúa tể trị, thì chúng ta phải tin rằng người đó được Chúa chọn. Và khi Chúa chọn thì Chúa sẽ giúp cho người đó làm tốt, vì người đó có tấm lòng. Chúng ta phải tin. Chúng ta không thể xét bề ngoài, xét theo cái nhìn của chúng ta, hay là cái suy đoán, cái nhận xét của chúng ta, nhưng chúng ta phải theo ý muốn của Chúa và vâng phục Chúa một cách trọn vẹn trong mọi quyết định. Mong rằng bài học sáng nay tuy rằng cũng là dài và cũng không phải là một bài học gì lớn lao, nhưng tin chắc rằng lời của Chúa luôn ích lợi cho chúng ta. Có một vài bạn là những người chưa tin nhận Chúa, đã đăng ký cái kênh này, cũng có thể sẽ xem bài học kinh thánh này, cũng có thể không xem hết, cũng có thể xem được đến đây. Nhưng cái điều mà Lợi mong muốn rằng đây là những điều Lợi chia sẻ thật. Chúa rất là tuyệt vời quý vị. Nếu quý vị chưa nếm trải được tình yêu của Chúa thì quý vị hãy bắt đầu tìm hiểu đi. Cứ nghe những bài học kinh thánh này, quý vị cứ tìm hiểu, và nếu được quý vị nên đến một hội thánh Tin Lành gần nhất nơi quý vị ở, để gặp mục sư hay gặp bất kỳ ai trong đó và nói với họ rằng tôi muốn tìm hiểu về Chúa. Chúa đang chờ quý vị. Rất là tuyệt vời. Quý vị sẽ khám phá một điều kỳ diệu khi quý vị đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc. Lạy Chúa trao thương kính yêu của chúng con. Chúa ơi, khi con cùng ông bà cho em con học lời của Ngài, rất là phước hạnh. Con thấy ngọt ngào lắm, đến nỗi con có thể ngồi nói nhiều, nói quên giờ, học của Chúa quên giờ, cầu nguyện của Chúa quên giờ,
nhưng cũng áp lực vì bài học dài thì làm cho nhiều người sẽ chán nản và không thích. Cho nên Chúa ơi, chúng con cậy ơn của Chúa, xin Chúa ngài cũng thêm cho ông bạn cho em con những người nghe tấm lòng để ông bạn cho em con sẵn sàng tiếp nhận lời của Chúa, học được bài học cho riêng mình, ích lợi cho riêng mình. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn theo cái nhìn của Chúa, vâng phục theo ý muốn của Chúa, để không nhìn theo cái nhìn của chúng con, của thông thường của con người, nhưng chúng con phải biết vâng phục theo Chúa. Và để có được một sự vâng phục, để có được sự hiểu được ý muốn của Chúa thì chúng con cần gần Chúa hơn. Và Chúa ơi, xin thương xót chúng con, mỗi lần chúng con đến với ngài, xin hãy ôm chúng con vào lòng, hãy yêu thương chúng con và giúp chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, có những ông bạn chị em con, những người chưa tin Chúa có thể nghe bài học này, xin Chúa ngài cũng thương và cứu. Nếu ai nghe bài học này, xin Chúa cứu họ. Chúng con hiệp chung cầu nguyện đi, trong danh của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, xin dâng những người nghe trong tay thương của Chúa. Nếu ai chưa tin, xin Chúa cứu họ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Quý bạn chị em ơi, xin thông cảm cho lời, vì có khi nói cũng dài và cái cách trình bày cũng chậm, nên xin quý ông bà chị em cũng nhớ cầu nguyện để xin Chúa giúp cho lại, nhất là trong sức khỏe, vì là cũng nhiều việc, khi mà lo làm việc đó thì quay lại như hôm nay định 12 giờ bắt đầu nhưng mà cũng gần 2 giờ mới bắt đầu, và bây giờ còn phải ngồi để mà chuyển tải úp lên đó, thì chắc cũng khoảng 3-4 giờ sáng. Rồi 6 giờ phải công chiếu ngồi lại học chung một lần nữa với ông bà chị em. Nên xin thương và cầu thay cho. Và kính chúc quý ông bà chị em một ngày mới trong ơn thương xót của Chúa. Và nhớ cái câu kinh thánh, đó là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín ngài là lớn lắm. Chúa sẽ thêm sức, Chúa sẽ giúp đỡ và Chúa sẽ ban ơn cũng như bảo vệ chúng ta. Cảm ơn Chúa và cảm ơn quý ông bà chị em.